Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 75 năm ngày độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ và chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Phát biểu khai mạc, ngài Pranay Verma, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày độc lập Ấn Độ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của những nữ anh hùng trong các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Dịp này, các diễn giả đã đưa ra những phân tích chuyên sâu, góc nhìn và câu chuyện sinh động trong từng giai đoạn lịch sử với những tấm gương nữ giới đã công hiến cả cuộc đời đấu tranh chống áp bức bất công đưa ấn độ thoát khỏi chế độ thực dân thời gian qua đại sứ quán ấn độ và trung tâm văn hóa vv canada tổ chức nhiều tọa đàm tạo cơ hội quý báu để giao lưu trao đổi học thuật giữa học giả hai nước